bạn nha. Hello cả nhà. Thì lời đầu tiên thì cho phép 2, 4, 6, 7 anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Bữa nay mấy anh em mình cũng hội ngộ rất là nhiều anh em làm YouTube nha cô chú anh chị. Thì đa số anh em làm về cái bộ môn câu lu ghe cá lóc. Thì anh em mình cũng chuẩn bị vô chuyên sâu vô môn này hơn nha cả nhà. Nay thì cũng giao lưu học hỏi mấy anh em. Thì có bạn này, bạn Vinh Gòm. Ê, chủ kênh YouTube Vinh Gòm nha cả nhà. Dạ, cảm ơn Gòm, xin kính chào đại đình. Rồi đứng kế bên dành đây là em Chanh. Chủ kênh YouTube là Nguyễn Chanh Vlog. Nguyễn Chanh chào cả nhà cùng Lâu Dung Vlog nha. Đây là em An. Thì em An này thì tới từ một cái nơi rất là xa nha cô chú anh chị. Là từ Gia Lai. Gia Lai vô. Thì em An là chủ kênh YouTube là Huỳnh Văn An. Đó thì anh em hội ngộ ngày hôm nay để anh em mình sẽ đi dọn luôn. Không thì sẽ đi câu cá lóc luôn nha cô chú anh chị. Thì mấy anh em mình cũng làm chung cái chủ đề giống như là săn bắt á. Cô chú anh chị thì vào kênh của mấy anh em xem để trải nghiệm những cái bộ môn mới ha. Đặc biệt là bạn Vinh. Anh em có mua đầu câu nhái hơi cần dây lưỡi này nọ đó thì vào kênh YouTube Vinh Gòm mua ủng hộ anh em mình luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu anh em mình đi dọn ha. Ok đi vào dọn ngay cả nhà ơi. Anh em đang dọn luôn nha cô chú anh chị. Công việc này nếu mà môn này đi chuyên sâu thì mình còn dài dài. Mình còn lỗ dài dài đó. Dọn dài dài nữa. Ở chỗ này anh em mình hay đặt lồng nè. Kìa quăng cái lồng của ống lên. Này nhí bên đó. Rau muống ngon quá hả? Vậy đó hả? Vinh Gòm đang ở dưới đây. Anh Tài thì bữa nay cái giỏ anh bị chặt, xong rồi anh sẽ có một cái nhiệm vụ khác, đó là làm đầu bếp nha cô chú anh chị. Làm bếp cho mấy anh em ăn. Cái lẩu bằng với kho miếng anh này. Cái lẩu bằng với kho thôi. Rồi. Bây giờ giao anh nha. Tụi em ở đây dọn, anh về anh nấu đồ ăn. Đó. Huỳnh Văn An đang ở đây, Nguyễn Chanh thì đang dựng máy để chuẩn bị dọn luôn. Mấy anh em tập trung dọn xong rồi chắc đầu giờ chiều có đâu tầm 2-3 giờ gì đó cả nhà, nó ra câu. Dọn xong về trời mình ăn uống một xíu. Có bữa đi bắt cá ngát có chừa lại mấy con, bữa nay mời anh em ăn. Nhí dọn luôn đẹp quá. Ủa cà khỉa sao dọn quẹo quẹo vậy? Cái địa hình này thì rất là im nha cả nhà. Này là muốn quá chừng chịch luôn, mình dọn lên mấy trống á, không dọn không trống đâu. Đây. Hũ này nữa. Dọn nước lớn chảy view vô là mấy anh em mình câu quá. Hả? Chanh dọn chuyên nghiệp hơn đúng không? Chanh dọn này, họ bắt đầu nhìn chanh lại quay chanh dọn đẹp lắm. Đi đường không? À. Gì vậy? Đá gì vậy? Cá chê ụt rồi kìa. Cá ụt rồi nha. Còn cái luồng này là của Nguyễn Chanh nha cô chú anh chị. Thì em Chanh nè ở Bình Dương. Vô đây. Mấy anh em Gia Lai, Bình Dương cùng Lâu Dung hội ngộ nè. Thì cái kênh của em Chanh thì cũng đi dọn luồng rất là nhiều luôn. Nên có mấy cái đồ này ở nhà thấy có hai cái can treo giống như nước sâu quá nó sẽ tự nổi lên nhờ hai cái can đó. Dân chuyên nghiệp dọn cái luồng nhìn có khác ha. Thẳng gan à. Trời này nắng dữ lắm nha. Hay là bên đây anh em mình cố gắng hỗ trợ anh em được gì hay cái đó.
ai trời chanh á, cái đó xiển niễn là vậy vậy bắt hả? Ừ. Em biết là ảnh đưa lên thì không chanh hả? Nghe cái bụng, nghe cái bụng, nghe là trời trời lẽ mò luôn ta chứ sao không hay trúng mò luôn cái gì lớn kìa trời. Một cái chuyện mà hy hữu của anh em đi câu nghe cô chú anh chị là bạn Nguyễn Chanh đang dọn luồng xong rồi bụp lên con cá lóc luôn. Con này cũng khoảng tầm 700-800 gram á. 700-800 gram hả? Ừ. Cái này đâu rồi, chanh đâu rồi? Ừ, dọn thêm luồng nữa kìa mê, dọn nữa. Cá ừ. Cá này quá trời mập luôn, có khúc à. Đúng cá đồng gì nó khác ha. Ừ. À. Trời chứ. Chưa câu luôn mà con chưa câu có cá ăn. Cá ăn. Nhỏ nhỏ, chưa có to nó chưa. Dọn luồng. À. Thấy tự tin chưa? Dạ, tự tin lắm rồi. Dọn luồng chém 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 cái nhanh. Từ Gia Lai vô đây ăn cá lóc cù Lâu Dung. Hết biết luôn. Vừa cá lóc lên nhầm thấy hết hồn. Giờ mấy anh em dọn con này đang hàng quá trời. Dọn lượng xong rồi cả nhà. Câu bỏ vô cái thùng nít thì nãy mình có bài live cam á. Mọi người thấy mấy anh em mình dọn đường câu xong hết rồi ha. Có thôi cái thùng đó. Bỏ nó vô thì để hồi nó khô. Chanh đâu rồi? Chanh đang ham dọn nữa rồi kìa. Thì ai con cá chỗ này là nó ham dữ lắm. Kêu về ăn cơm ơi. Sợ nó khô nữa. Kêu 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 chanh về ăn cơm. Cá này dọn. Ăn. Dạ. Cơm em. Vinh nè. Mấy anh em về đi chanh. Ờ. Để mình chanh mát mát. Chặt đó lẹ. Cái này không phải là hai gọi là hái rau muống. Cái này gọi là non non không à. Vinh gòm vậy. Có nhiều cái mắc cười lắm nha cả nhà. Chủ yếu là diễn hài không à. Phải không? Chứ câu giả bẹt à. Hồi 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 đó có nhận show đâu không? Hả? Đó có nhận show đâu không? Có. Vậy đó hả? Đó show hồi thời thời điểm đương thời là nhận show nhiêu tiền? Đó nhưng mà mình tính cái tính vàng không à. Diễn một show là tính đâu có lúc 6-7 chỉ một show 6-7 chỉ vàng hả? Ừ. Dữ dàng trời ơi trời. Hồi đó đi diễn mà có một tháng trời mà bỏ vô bao mà dắt không nổi vậy. Vậy đó hả? Rồi cái kiểu như mình có thời có lúc thôi. Ừ. Cái giờ qua thời rồi thôi, giờ làm YouTube ha, làm YouTube bán đồ câu rồi lai gai qua ngày sống cho nó nhàn hạ. À. Rồi hồi đó làm gì tiền nhiều vậy, rồi có bộ ăn chơi dữ lắm sao mà bây giờ ốm nhom ốm nhách vậy? Có, mình làm gì vậy, có tiền cái đậu xanh tật á. Có tiền xanh tật hả? Rồi gì, vô cờ bạc hết trơn. Rồi bởi vậy bây giờ mới lội dọn luồng câu rồi phải không? Rồi bởi, bây giờ, thấy không, rau muống mà còn không có tiền đi mua. Chắc rau muống ăn nữa. Anh em mình nhớ lại buồn nữa. Nhớ lại thời Hoàng Kim buồn nữa hả? Anh em mình vẫn vui nha cô chú anh chị. Sao hãy uống gì nấu chùa nữa. Dạ hả? Rồi mình anh em dọn tắm luôn. Rồi chặt con cá lóc thấy đã không? Hả? Được con thấy đã chưa? Có nước cạn mà cá có cá đó. À. Lần đầu tiên em chặt trúng một con vậy luôn, dọn nhiều luôn lắm rồi. Mà lần đầu tiên em chặt trúng con vậy luôn hả? Dạ. Lúc trước cũng có nhưng mà cá nhỏ nhỏ không à. À. Trúng con lớn thiệt. An mới quay được cá lên thở đâu, cỡ 5 lạng hả An? Dạ, 5 số lạng ngay chỗ kế bên cái luồng đó luôn á. À. Cái chỗ này như ổ cá sao á. Rồi. Coi thì đám cỏ lên bình bình lớn lớn vậy. Chiều nay thì chiều mình vô mình câu là có rồi đó. Ờ, hy vọng anh em sẽ có được nhiều cá nha cả nhà. Giờ đợi chanh dọn xong cái luồng này anh em mình về chòi. Mời anh em bữa cơm quê. Mời cả nhà dùng cơm với mấy anh em mình nha. Mệt mệt lên gặp canh chua với cá kho. À, bữa nay yêu cầu bạn Vinh gồm review cái đậu cá ngát với lộn đậu cá lóc. Yeah. Như anh Tài vậy đó Vinh. À. Ừ. Chấm chưa? Quá trời luôn. Chấm đây. Muối ớt nè. Ừ. Đó. Ừ. Này là mình nút lưỡi nó. Ừ. Trời. Béo. Em phải ăn như Vinh vậy đó nó mới cảm giác được nó ngon chanh. Dạ, béo lắm. Lát anh thử. Ừ. Quá ngon à. Kho vô ăn ăn đi ăn. Chanh ăn em. Mạnh đi. Đấy. Đến đây là thoải mái ăn đi. Ở đây coi như ở nhà đi. Anh em
mình anh em không biết thì thôi, không quen biết thì quen biết là thoải mái, ok đó. Thoải mái ăn đi. Ở đây. Canh chua bà với cá ngát nè, nãy hai mới rau muống đó, về nấu luôn. Ăn xong là anh em mình sẽ chở ra cái bãi dọn rồi chưa đó, mình đi câu. Chưa thu hoạch nữa mấy anh em dọn chân. Mấy bữa nó lên lần. À, ba bữa là. Trời ơi, cái đó bao la ai đâu mà ăn cho nổi. Bữa nữa nó lên nhưng mà một lát nữa mình lên xã cho nha. Báo cho biết. Trời. Cầm đại đi, cầm đại. Chấm vô mấy. Ăn đại cái đầu mặn mặn đi nha. Rồi, rồi. Thôi xin mời mọi người luôn nha. Xin mời mọi người nha. Rồi. Đó, à, ừ. Đã. Ngon ha. Đó, em phải ăn vậy á. Thịt không có má, thịt quê luôn á. Ăn giống y thịt cá lăn luôn. Ngon quá. Của bạn Nguyễn Chanh thằng mấy anh em mình để dành đi sinh tồn đi dã ngoại đồ này nọ đó, có đồ nướng nha. Hôm nay đây là gì? Sẵn là muối cá ngát nấu canh ớt với muối tiêu. Cá ngát là mình mò đúng không anh? Đúng rồi, cá ngát anh mò luôn á. Này thì nãy giờ ngồi coi anh ăn dữ rồi, giờ lượt em ăn dữ hơn nữa. Chấm muối nha, muối ớt. Cảm giác sao? Cái nữa mới biết. Da cái giấy à. Trời ngon luôn cả nhà ơi. Thịt nó mềm mềm dai dai đã lắm. Bình thường là em ăn không thích ăn cá lắm. Thịt nhưng mà bữa nay thịt ăn ngon không bị tanh nha. Thịt nó như thịt cá ngát không? Y như thịt cá ngát luôn. Rồi. Cả nhà có dịp ghé miền Tây nha, ghé Sóc Trăng. Bên chỗ anh cùng Lưu Dung trải nghiệm món này rất tuyệt vời luôn. Rồi em mời cả nhà cùng dùng bữa trưa với đại gia đình nha. Bây giờ chia ra người gốc, người dài đường câu. Ừ. Được rồi, chấm. Từ từ. Ăn bên đây, Nguyễn Chanh này kia, xong rồi đi dòm đâu không biết. Thấy nó đớp điếc gì không? Nhi đớp điếc gì không? Sáng dọn luôn chưa rồi, nó có cá lóc rồi mà kỳ á. Chưa nghe anh em nào có động tĩnh gì hết. Thấy gì không Vinh? Gì? Chảy hả? Cá ngang ở ngoài, cho không tư luôn ở ngoài ăn
Kì vậy? Có cậu luôn chỗ cậu chưa? Cắn dính mà dính muốn vậy bạn hơi rớt rồi. Để cái hạt dính này. Sống cậu nhái thiệt đấy. Sâu con hả? Hả? Sâu con rồi hả? Gắn liền để chuẩn bị một cuộc hành trình mới. Xuống đây ba nè. Chưa tới nước ăn hay gì mà mấy nem chưa ai dính nha. Cá này ăn cũng có giờ dắt nữa nè. Rồi, cái gô. Cá sao nó chảy nó khó ăn nó không ăn nha. Rồi mình dọn mình nhóc ở chân. Rồi lên nó nhóp. Nãy anh chậm dọn luôn mà đạp lên cá lóc luôn rồi nha. Đó, đạp mấy chân cá lóc luôn á. Đạp. Rồi thêm dọn luôn mà chặt cá đâu. 700 gram nữa. Hy vọng là từ đây tới chiều cá nó sẽ ăn. Đứng đứng nước lại nha. Ừ, nước còn chảy quá. Rồi xong rồng rồi. Xong rồng hả? Sáng mấy anh em mình đi sớm thôi nha. Câu nữa chiều hôm qua thì câu tới chiều tối khuất bình luôn không thấy dính. Sáng tập trung mà câu sớm. Dính hả? Dinh làm sơn quá vậy. Ừ. Ông kêu ba con luôn xong cái ổng câu hai đường xong đi luôn. Sao ạ? Ví dụ. Ví dụ. Ba con là con gì cũng được. Con cái thằng. Hay là. Anh Tài. Anh Tài anh mê nhỉ lắm. Nhìn chập, anh nghĩ cái gì mới mới khoái hả? Mới ngớp hả? Quăng hồi lắm mà. Em gáp xong câu luồn từ đây về đằng kia. Rồi, qua giờ 2 ngày mình theo anh em, làm theo sở trường của anh em mà anh em trong nghề hay gọi là câu móm nha cả nhà. Móm là tức là không có cá đó. Đi câu mà thất không có cá thì anh em trong nghề luôn ghê người ta gọi là câu móm. Bữa nay mình dẫn mấy anh em đi trải nghiệm bắt cá ngát luôn. Hút
sao quanh ngọc. Đây là sẽ gọi là cái gì? Sư thủy. Vinh Vinh Vinh. Hả? Anh chầm với nhí lát khỏi chặt xào nha. Rồi ok. Đứng lại gì quêu cặp xào Vinh cái. chưa thấy rõ, chưa thấy rõ. Nó cặp xào kìa. Bưng cầm trên nước uống. Cái lũ rồi. Mấy đâu. Đi đi, khi nào có hàng anh sẽ quay nha cô chú anh chị. Có hàng ăn vô có cá nha cô chú anh chị. Nhí với anh Trầm đang làm. Nhưng mà hàng này nó không có ngách. Nó mới làm á. Nó khó, bắt buộc mình phải bắt bằng tay. Ừ. Nếu mà hàng có ngách mình thục nó dễ. Hàng không có ngách đều phải bắt buộc thục bắt bằng tay. Đó đó chạy ra đây em. Chạy ra phải không? Đụng đụng gì đụng hả? Là mình đang có cá không hàng mà. Dạ đất hàng đúng không? Hả? Đập động. Cái chân mình đang anh lấy đi em đem lặn xuống coi được bắt không. Ờ em không phải em xịn vô đi rồi móc cho nó. Em cái chỉ cái bắt xuống. Em ngang ngang chỉ xuống cái đường không phải. Các cần ký được rồi. Chạy vô anh Trầm. Chạy ra chạy vô hả Hiếu? Chạy vô anh. Gần gần anh chậm nó dạ. Ở cái đó rồi. Gần sụp rồi. Cái máy nóng cái hết biết rồi Vinh. Đập vào đó, động động mà anh thấy nó hơi mềm mềm. Cái đậu nó nghi vô trong rồi đó. Từ nãy giờ bỏ cái hành nè. Ừ. Ký rồi. Không tới ký hả? Kệ có đỡ hay không? Để anh em trải nghiệm xem bắt cho biết con cá này. Đi hơn 1 km thì mới chạm được con cá đầu tiên. Anh lên chưa nhỉ? Hộp trên chậm. Chưa sầu quá. Khoan nó ra tới giò. Hơi hấp dẫn vậy. Con nó vậy nghe mà cảm nhận ghê. Con cá nó động là nó lùi tới lùi lui. Nhăn mặt ra luôn kìa thấy không? Chanh mà được cảm giác hòa mà sướng lắm. Chạy vô anh nữa. Em cứ thình cứng cứng đi rồi anh đạp đó chạy cá nè. Đó, cái nó cứ ngắt chặt. Trong này có hàng cua luôn nè. Không có. Không. Sụp quá không? Chưa, gần sụp lên á. Gần sụp lên á. Ừ. À, vậy là mình nhấn xuống hàng cho nó chạy ra á. Ừ. Giống như nó ăn thẳng vô như nè. Cái mình lấy giò mình đạp mình lần vô từ từ. Con này anh Trầm anh chặn đầu anh đạp vậy. Gì vậy? Cua biển hay vậy? Con cá ngát nó thủ vô cái giò. Móc cái hút cái lỗ đó luôn. Sụp chưa? Sụp rồi nè. Đụng đầu vô chú. Dư, móc dư. Móc dư. Ngoài này chút nó muốn chỏ lên cho nó muốn chỏ lên ngay đây xuống. Anh đâu? Nè, chỗ. Nhưng mà cái này bắt đi sao? Anh ra ngoài đi. Nó rồi họ thêm cái nữa là cái gài nó độc lắm. Mới ra được, giờ buông ra cái lỗ này. Không ẩu được. Vậy anh nè, bao tay nè, anh lặn mắt con đấy. Em giữ ngoài này. Giữ đi. Lâu rồi kìa, anh Trầm anh không có bắt cả nha. Nè, ta bắt. Cái đầu nó cứ chung cho anh. Như diễn viên điện ảnh trời, hai người bắt cá, bốn cái máy quay. Như người trong showbiz vậy ha. Showbiz ha. Như là người trong showbiz. Ủa nó quay đầu ra. Cô ơi, Vinh gồm mà, Vinh gồm người trong showbiz nè. Hồi xưa thôi. Hồi xưa á. Đi xô rồi sao phải chỉ giờ. Cá trong này được phố à. Chơi còn cái ngát đình. Đây nè, quay đầu ra đây. Quay đầu ra ngoài hả? Khó làm à. Quay ra em. Nó quay ra rồi. Cái gọi giống như cái bùng binh dòng xíu vậy đó để nó quay đầu giống như nếu mà trong hang nó hai con á thì nó làm như vậy á để nó lội tới lội lui tức là nó ăn thẳng vô cái nó có cái bùng binh như này. Ừ ừ nó quay đầu ra nhỉ vậy là mình chẳng thấy đâu. Ừ đây con này nó chỉ có hai chiều thôi còn nhầm con bốn chiều hả. Ừ nghĩ là nè. Đó. Ôi, ừ. Hay quá. Ơi. Vô. Dở giờ kim nhân ơi. Có giật đâu. Có giật đâu mà giật. Đi lên luôn đi nhé. Đi lên luôn đi nhé. Đi lên bãi luôn. Rồi. Cái cổng rồi, cái cổng của mình đó rồi. Nguyễn Chanh đang cầm. Khúc này cho anh em review nghe cả nha.
bây giờ anh em mình đi săn nó bị thất cái con chú anh chị, cái ao anh em mình múc nè, thì chờ cho cái chân nó cứng, chân bờ nó cứng người ta vét lại à, xong rồi à, dắt mấy anh em vô đây giăng lưới cá đối luôn. Dữ lắm cá. Nói chạy quá trời trong ao. Cái này là whip lắm á nha. Thả xuống là nó không có cực như nãy mình đi thấy không? Ở trong vuông mình mà. Vuông nhà. Đại này cái giò nó bị đau cả nha, cho nên nó không có đi. Cũng thành quả nha cả nhà. Bữa nay xài thao nhỏ cũng được, có tôm có cá, mở cá đối nè. Bây giờ anh em sẽ làm cơm cá này để ăn cơm của chú anh chị. Gặp anh em giống như clip này nói chung cũng hấp dẫn của chú anh chị, nhưng mà được cái là mình đi tới mấy ngày đó. Anh em mình quay một cái clip làm kỷ niệm luôn. Săn bắt xong rồi về chòi tập trung để nấu nướng nè. Đó, biết chừng nào mới gặp lại một lần nữa. Để gì nữa mà khi mình lên núi mình ghi lại kỷ niệm đi, khi lên núi gặp An nó còn biết ơi anh danh danh à. Mà khi lại không nhớ ở đâu. Nhớ là anh mò tâm càng cho anh ăn nha. Còn biết lại còn nhớ mình chứ nữa lâu mình. Nguyễn Chanh nữa cả nhà. Nguyễn Chanh đó là thấy không, bộ đồ là thương hiệu đúng không Chanh? Ờ dạ. Không tại anh thấy em dạ, hay mặc đồ này á. Giờ em bận có bộ này à. Đi, đi câu đó, bận có bộ. Bộ cả năm luôn. Trắng tươi rồi trời. Trai trắng trắng bốc à. Trắng nõn chưa người yêu anh à. Chưa người yêu luôn đúng không? À. Khi mình gặp một lần cái nữa gặp nhau cũng quên à. Ghi lại clip nhớ, coi clip nhớ nhớ. Anh danh nè, anh danh nè. Là kỷ niệm. Có mình đi giờ là không bao giờ quên. À mình cũng đi chung thôi chứ, đi chung mà không quên được. Rồi, dẫn đi Thanh đi bộ đội mấy năm rồi gặp mặt rồi mới nhớ, về xem kỹ lại mới nhớ. 13 năm. Ừ. 13 năm mới gặp lại anh Thanh. Xem clip xem rồi xem kỹ lại mới nhớ. Ừ. Ai? Danh với anh Thanh á. Anh Khanh đó hả? Ừ. Ủa vậy hả? Anh với anh Khanh đi lính chung mà. Trời ơi. Hai anh em ở chung chung đội rồi ngủ chung luôn, ăn trời chung. Bả vậy? Ừ. Đâu chung đó. Ngọn gió nào mà qua Vinh Gồm. Ừ. Anh Khanh. Anh mới nhớ đó chứ, mà hồi đó cũng trên Facebook cũng gặp lại cũng có biết đâu. Ừ. Cái khi quay clip em nhớ, bởi vì nãy anh nói là quay clip lại kiểu đúng rồi, nhiều khi đi bộ đội lâu quá đã đọc. Tại vì hồi đi bộ đội á là anh với anh Khanh ốm lắm. Anh em ốm. Anh nghĩ chắc hồi đó là không, mình không có thân rồi thân rồi, lắm. Rồi sao mà nhớ lại anh Khanh lên đi câu với ông Vinh nè à. Cái anh thấy đăng Facebook á, quen hả? Ừ, anh thấy cái tên Facebook là Ngô Khanh à. Là anh mường tượng ra, là tại vì anh nhớ là anh Khanh họ Ngô à. Cho nên là anh mường tượng ra cái anh vô trang cá nhân anh coi. Hỏi ông Vinh xong rồi đưa cho thằng Thanh đó, thằng Thanh nó cũng không chưa không nhớ nữa. Ừ. Lục cái tấm hình. Đó, hình mà anh em hai chụp chung. Nó nói chuyện nhau mới nhận ra. Được con mẻ nếm nếm là lụm nó không vậy? Ừ. Đơn giản. Cái này kêu bằng tập tàng. Gao tập tạng thì cũng có cá tôm tập tạng. Nấu lẩu của mẹ. Tập tạng này hơi bị viết à. Tôm càng khủng luôn á. Tôm cực cá. Thôi còn kéo một kìa.
Còn không? Cắt cắt cái con tôm nó ra cho chanh với An. Ờ, còn Vinh Gòm ăn mấy cái cạn. Thôi. Ngán tôm dữ lắm rồi. Ngán tôm à? Ngán tôm ăn cua đi. Hoặc là bờ môi cái ngán nữa. Tôm mình không có ngán tôm. Giả bộ dốc nói dốc nhường anh em. Ở đây mình không đi về Vinh Công. Dạ hả? 2 kg gì ngồi. Tại ngồi đồ ngán. Ai ngửi con. À, rồi đưa con đó cho Vinh đi. Ờ, con này cắt ra. Bữa nay hơi thất. À, bữa nay hơi thất nên ăn con tôm càng phải ăn tiết kiệm mấy à. Đây là cái con tôm càng mà anh Vinh bắt được đây. Hồi sáng rồi nha. Tôm càng mà như tôm hùm luôn. Cắt hết. Quá vậy. Rồi, đưa cái đuôi được rồi. Cái đầu nhỏ thôi. Rồi Nguyễn Chanh ăn cái đầu. Cái đầu. Hả? Cái đầu Nguyễn Chanh sẽ con tôm hùm. Dắt cua cho tôm hùm ở Cù Lao Dung. Dắt cua cho bé Vinh. Người trắng hay trắng đi. Con miếng thịt bò nên bỏ vô đây. Ngon rồi. Ê bỏ tỏi sấy vô. Quên. Hết luôn. Bạn Vinh Gòm, người trong showbiz. Người yêu cua. ốm ốm nhất bởi vậy mấy anh cho có con cua mỏng anh nhường luôn. Đó. Cua này cua lọt. Lụm trắng xịt vặt luôn. Vậy chừng trúng trúng chơi nguyên con gì nè. Nguyễn Chanh nha. Ừ. Ăn tự nhiên anh đừng ngại. Ăn tự nhiên. Trắng ăn hồng đó. Ui trời ơi, đã chưa. Anh thường anh ăn con này chứ lên mấy ký anh Vinh. Bữa sau đổi thôi anh Vinh mập. Thịt nó ngọt ngọt thơm thơm y chang như thịt cua vậy á. Thịt na ná thịt ghẹ. Ngoài này ăn nó giống cua lột hơn á. À thì đúng rồi. Mẹ anh Chanh bắt nè. Bắt được cái vỏ rồi đó. Em vẫn nhớ khúc ông nhảy xuống lụm cái vỏ mừng. Ông mừng ra mặt luôn á. Hớt hỏi rồi nè. Của anh Nhí nè. Lụm được cái vỏ. Mò xuống bắt được hớt hở lên mừng ra mặt luôn. Tưởng đâu con cua thiệt chứ. Mò xuống rồi sao? Ý đen con nữa nè. Chứ ôi con nữa. Hả? Ngon không? Rồi mời nha. Về rồi tắt máy rồi để ăn cái món này mới được. Quá đã luôn. Rồi, vô đây ăn 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 cá đi. Ăn, ăn cá ngát với cá đối. Ăn em thôi, em thử cá đối chưa? Dạ. Nãy giờ có ăn chưa? Chưa. Vớt con cá đối. Không, cái cảm giác mình đi mò xong nó đối chúng ta mình nấu ăn những món lẩu này nó ngon. Tới một chuyện ha. Cho mẫn giá. Đã. Ở đây mình cứ ướp rồi thôi, em thấy thịt nó vàng vàng, cái da vàng vàng người ta thôi. Mỡ của nó nè em. Của nó đó. Con cá đối mập nó mới có cái đó. Còn con ốm nó không có đó đâu. Em ăn nguyên con đừng trở xương ăn nguyên con. Nuốt xương ăn ngay xương gừng nó béo mà. Em ăn cái bụng nữa ơi. Còn nhỏ em ăn gỡ xương. Ăn cái thịt không em thấy ngon ngọt và thơm lắm. Làm cái bụng nó dính cái ruột ở trong á. Đã lắm. Có cái mặt cái đắng á. Quá vời quá. Thịt mềm mà nó ngọt. Cà kẹ nói cho ăn thức ăn hả? Ừ. Cho ăn mấy ông ở trên phố làm sao mà trải nghiệm được cảm giác này đúng không? Dạ, đồ tươi sống, tự nhiên thiên nhiên mình bắt nữa chứ. Tự tay mình bắt, về mình anh em mình sống nhau, người tay chân cái mình nấu. Không mà cái này béo hơn còn thể. Béo hơn anh Trầm ơi. Em gắp cá lên thấy nó mềm em biết tới chuyện này. Mấy con cá này mà gấp cái nó dạng như nó đơ nó cứng cứng á Vinh. Làm ngon nha. Đụng vô mà nó mềm mềm á nó mới béo. Ừ. Giống mình đi mò không giờ mình nấu rồi sao?
Vinh là đụng cho nghe cứng ngắc, em đụng em mềm mà. Hết ngon rồi. À. Ý em nói em ngon hơn anh Vinh em á đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tăng phải ngon hơn. Anh Vinh hay nghe hết Vinh. Sẵn tìm mối cho Chanh luôn nha. Phải không? Tìm mối cho Nguyễn Chanh. Rất là giỏi. Còn độc thân là tướng này. Ủa sao mà tướng này với tướng nhí giống mà hai người cũng độc thân cũng là ta. Trong chuyến này hai đứa giờ nhắn tin nhau cọc cạch nha. Trời ơi. Chết luôn. Mấy năm mà tôi mới tìm được đối tượng. Nhí nói oh my god. Ôi trời cậu đây rồi. Có nhắn tin cảm ơn Vinh, cảm ơn Vinh đi lịa lịa là hiểu rồi. Nhờ Vinh cách nói. Sau bao năm tìm kiếm hả? Hôm nay đã gặp rồi. Chân ái đây rồi chứ đâu. Nói chung bữa nay á rồi nha. Anh em thứ nhất là đi 2 ngày cũng đuối, với lại mấy anh em cũng đi xuống sông lần đầu tiên, đi trải nghiệm sông cũng mệt. Rồi ăn xong rồi còn phải đi câu tiếp nữa. Cho nên là mình không có nhậu nha. Chứ anh em mà ngồi đông đông kiểu này là nhậu một cái tới chiều. Cho Nguyễn Chanh với lại An nè. Quynh Gòm thì ở đây mình không nói rồi. Quynh Gòm là người Cù Lao Dung mà. Có được câu dính được một con cá lóc ở Cù Lao Dung cả nhà. Qua 2 ngày chưa có dính cá lóc nào ở Cù Lao Dung hết á. Chỉ có chặt cái dính còn. Hồi để anh em dẫn anh dẫn em xuống vườn xài câu. Dạ. Dừng xài của anh Sang á. Dạ. Ừ. Dạ, cảm ơn An, người đến từ rất là xa chú anh chị, ngoài Gia Lai vô đây, tới đây giao lưu với tụi anh ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn Nguyễn Chanh. Dạ. Em cảm ơn mấy anh em Cù Lao Dung lắp rất nhiều. Dạ. Dắt em trải nghiệm chuyến đi rất là vui. Rồi hẹn tới mùa con xuống tiếp nha. Dạ. Rồi cảm ơn bạn Vinh Gòm, chúc bạn mua mai bán đất. Bán đất chứ đừng bán đất nha. Chúc anh em, ba anh em có thật nhiều sức khỏe để mình còn có sức mình đi đây đi đó trải nghiệm quay clip để phục vụ khán giả ha. Thì hành trình 2 ngày dọn luôn câu cá lóc cùng mấy anh em kênh Vinh Gòm, kênh Nguyễn Chanh và kênh Quỳnh Quang An. Quỳnh Quang An. Thì anh em mình mặc dù chuyến đi này thất thủ nghe cả nhà. Mấy anh em thì hiện tại thì đang thất nhưng mà chút xíu không thất đâu. Đợi lát nữa anh em mình còn dẫn mấy anh em đi chỗ khác câu nữa. Hy vọng là chỗ đó sẽ cho bạn An với lại Chanh thì sẽ có được cảm giác lên cá ở Cù Lao Dung nha. Đó cũng là một cái kỷ niệm. Còn cái phần săn bắt anh quay hay ít đó là để mấy anh em quay. Thì cô chú anh chị mình cũng muốn xem phần săn bắt của anh em Cù Lao Dung đi chung á, thì qua kênh mấy anh em để xem ủng hộ luôn nha. Cù Lao Dung Vlog xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.